Thưa quý vị, năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 316 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 252 người. So với năm 2017, tổng số vụ giảm 30 vụ, số người bị thương giảm 169 người, nhưng số người chết do tai nạn giao thông lại tăng đến 15 người. Với số người chết do tai nạn giao thông gia tăng, việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu càng thêm áp lực. Hiện tại, thành phố Vũng Tàu đang rất nỗ lực để có thể kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong quý 1 của năm 2019. Một trong những trở ngại của công tác lập lại và duy trì trật tự giao thông ở địa bàn thành phố Vũng Tàu là tình hình lạm dụng bia rượu của người dân khá phổ biến. Theo nhận định của ngành công an, phần lớn các vụ tai nạn tự gây đều có liên quan đến các loại thức uống có cồn. Trong số 72 vụ tai nạn có người chết, thì tai nạn tự gây chiếm 35 vụ. Số vụ tai nạn giao thông thì nó giảm, nhưng mà tai nạn là tai nạn mà chết người tăng, bởi vì thế này là cái số tai nạn tự gây ấy, nó tăng lên. Anh uống rượu bia say có thể là vậy, rồi là sử dụng chất kích thích, tai nạn tự gây thì nó vô cùng lắm, nên nó mới kiểm soát được. Cũng chính vì thế, trong các kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông được công an thành phố triển khai, thì việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn luôn là một trong những nhiệm vụ được chú trọng. Tất cả các trường hợp cảm chí thực hiện tuần tra kiểm soát đều mang theo cái máy nồng độ cồn. Thôi hết. Không phải là yêu cầu là thành lập cái kiểm tra nồng độ cồn theo quy định của bộ đâu. Cảm chí kiểm tra bình thường. Nếu có dấu hiệu mà uống rượu sai, thổi, xử phạt ngay. Qua phân tích hồ sơ tai nạn giao thông, Công an thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu tăng cường các chuyên đề tuần tra ở các địa bàn trọng điểm, tuyến đường trọng điểm nhằm ngăn ngừa vi phạm giao thông, từ đó hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Thực hiện chỉ đạo này, từ đầu tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường các tổ tuần tra tại các tuyến đường như đường 3 tháng 2, đường 30 tháng 4, đường 2 tháng 9 vào các khung giờ cao điểm. Đường 3 tháng 2 trên xảy ra tai nạn giao thông tự gây, nên thực hiện kế hoạch của công an thành phố cũng như đội cảnh sát giao thông để tăng cường cao điểm thời gian từ 19 giờ cho đến 24 giờ tuần tra trên tuyến trọng điểm 2 tháng 9 với lại 3 tháng 2 là tuyến điểm vừa phòng ngừa là đua xe trái phép và cũng là làm kiềm chế là tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Xét thấy là cái địa bàn phường 11 là rất là phức tạp về cái tụ điểm, là những cái khu vực chợ về đường thì nó hẹp mà dân số thì đông, lượng công nhân đi làm về thì rất là nhiều. Ban chỉ huy đội đã phân công lực lượng anh em tổ tuần tra lên đến này để tuần tra và xử lý vi phạm trong cái thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ, thời điểm đó là cao điểm nhất của tuyến đường này. Thành phố Vũng Tàu là địa phương du lịch, điều này cũng tạo thêm áp lực không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông do người từ địa phương khác đến gây ra. Do vậy, trước mắt, cao điểm thực hiện công tác tuần tra và xử phạt sẽ được công an thành phố thực hiện từ cuối năm 2018 đến quý 1 năm 2019. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng của thành phố Vũng Tàu tập trung xử lý các vi phạm như điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, vi phạm tốc độ và điều khiển xe đi lấn phần đường làn đường.